Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trên cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020 đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo dự hội nghị trực tuyến đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Hoa Kỳ về COVID-19. Trao đổi về tình hình dịch bệnh, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hoa Kỳ chia sẻ quan ngại trước việc COVID-19 diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng, đồng thời thông tin về kinh nghiệm ứng phó của các nước và khu vực. Trên cơ sở đó, các nước trao đổi, thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp kiểm soát và ngăn chặn COVID-19, khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế khác. Các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp chính sách và nâng cao năng lực ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. ASEAN đánh giá cao Hoa Kỳ hỗ trợ trị giá hơn 35,3 triệu đô la Mỹ cho ASEAN trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 và đề nghị Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ các sáng kiến của ASEAN như lập quỹ ứng phó dịch bệnh COVID-19 và kho dự trữ vật tư y tế trong các tình huống khẩn cấp. Nhân dịp này, Hoa Kỳ đã công bố một số đề xuất như sáng kiến tương lai y tế ASEAN-Hoa Kỳ và mạng lưới các chuyên gia y tế ASEAN-Hoa Kỳ, hỗ trợ các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN xây dựng hạ tầng kiểm soát dịch bệnh ở khu vực.